Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đăng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay em xin phép được giới thiệu và quay chi tiết cho các bác xem về cái lô quản lý nguồn hàng rất là hiếm ở trên thị trường các bác nhé. Đây là lô đầu tiên em mua được mà nó lại mang đầy đủ tất cả những cái gọi là cần thiết nhất của một con quản lý nguồn. Đó là át tổng. Đấy, át tổng này. Át tổng này là lúc mà có sự cố ấy, là nó sẽ giật một phát là nó đóng hết tất cả, tắt hết tất cả các ổ điện. Bình thường mà nếu như mà những con không có át tổng này đấy thì cái ổ điện phía trên này, ổ điện phía trên này, ổ trực tiếp mà, thì các bác không lúc nào các bác ngắt được nhé. Còn có át tổng thì giật phát thì những cái ổ phía trên này cũng sẽ ngắt điện hết. Cái thứ hai là có màn hình hiển thị báo nhiệt độ, báo số vôn này, có nút công tắc bật tắt từng kênh ở phía trước này. Đấy, và có cả lọc nguồn này, lọc nguồn Made in Thái Lan các bác nhé, Made in Thái Lan. Đấy, từ trước cái này, đây là lần đầu tiên em mua được cái lô quản lý nguồn mà nó lại đầy đủ như này. Giá em bán cho các bác là 2.400.000 một con, bao ship toàn quốc và bao đẹp, bao zin cho các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Và lô này của em rất là mới các bác nhé, năm 2015 rất là mới. Ổ cắm cũng rất là chắc chắn này, đấy tất cả những cái mà lẫy để chống giật của nó đây. Đấy, để còn nguyên, chưa bị gãy nào. Con này là một con nó bị vỡ mất cái ổ đằng sau này, thì con này em sẽ để em dùng. Còn hàng em bán ra cho các bác thì mướt mát, tất cả các ổ đều ngon lành nhé. Đấy, tất cả các ổ cắm đằng sau, và đây là ổ kép nhé. Ổ này phù hợp với lại các cái phích cắm của Việt Nam mình này. Đấy, tất cả những cái chống gãy chống giật này còn nguyên, không cái nào bể vỡ gì cả. Hàng còn ngon lành nhé. Và dây dây nguồn, dây cắm đầu nguồn đằng sau khá là dài các bác nhé. Dây cắm đầu nguồn đằng sau tầm khoảng gần 2 mét, khá là dài. Đấy, đẹp và đều các bác nhé, đẹp và đều. Đấy, các con quản lý nguồn bãi trên thị trường thì các bác cứ để ý mà xem. Rất ít khi, hoặc là cũng có thể là chưa có một đơn vị nào mà lại có cái con quản lý nguồn như em đang bán đây nhé. Đầy đủ tất cả, từ lọc nguồn này, át tổng này. Đấy, và màn hình hiển thị số vôn. Đây em đang cắm sẵn, đây một con em đang cũng đang dùng đây. Đây là một thiết bị không thể thiếu, không thể thiếu ở trong cái dàn âm thanh của các bác nhé. Nó bảo vệ các thiết bị của các bác rất là tốt. Các bác bỏ ra bộ dàn có khi cả mấy chục triệu, nhưng mà các bác lại đi lại để không mua cái con này. Con này thật ra là nó cũng không phải là có đắt tiền gì lắm, nhưng mà nó giúp cái bảo vệ cái dàn của các bác rất tốt. Và con này có cái lọc nguồn, lọc nguồn nó có tác dụng tốt nhất cho âm thanh ấy, giúp lọc sạch cái nguồn điện đi vào các thiết bị. Đấy, cái báo số vôn này, số vôn này khi mà tăng lên 250V là át tổng này nó sẽ dập. Đấy, tất cả các cái thiết bị điện tử này quá 250V là sẽ cháy các bác nhé. Có cái con này bảo vệ rất là tốt. Đấy, và cái nữa là cắm rác đằng sau này là rất là gọn. Tất cả các thiết bị trong bộ karaoke các bác cắm một con này là thoải mái đầy đủ luôn. Có 8 ổ phía sau và một ổ phía trước. Đấy, và các bác khi cắm ở đây thì các bác có thể sắp xếp thứ tự của các thiết bị. Vang mic trước, đẩy sau, để khi tắt đi thì nó không bị nổ ra loa nhé. 2.400.000 cho một con quản lý nguồn đẹp và đầy đủ các tính năng như này nhé. 2.400.000, em bao ship toàn quốc. Bác nào chuyển khoản thì em sẽ giảm đi 100.000 nhé. Đấy, hôm nay em quay chi tiết cho các bác xem nhé. Tại vì mấy hôm trước là em chỉ livestream thôi, chứ em chưa quay cái video chi tiết, thì các bác xem lại đôi khi nó hơi khó và nó mờ. Hôm nay em quay chi tiết từng tí một cho các bác xem, để các bác lựa chọn mua cho nó dễ hơn. Đấy, cái này là 30A các bác nhé, 30A, rơ li ạng 30A. Các bác có thể dùng cho những dàn của sự kiện lớn cũng không bị quá tải các bác nhé. 30A thì bao số chậu lớn cho anh em luôn. Rồi, số lượng của em thì bây giờ hiện tại là còn khoảng 20 cái các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.